ok em. Lúc nào rảnh với anh chơi nhá. Ừ. Rồi rồi ok em. Đấy nhá. Nó đang trên đường về. Cây này là một cây xanh. Vừa rồi thì anh Nam cũng có hỏi để tham khảo giá. Như các bạn xem kỹ cái xe này nhé, một tác phẩm cũng rất là đặc biệt và nó trồng ở trong một cái bể cũng cực kỳ đặc biệt, gấp tay kỳ cầu hình những con rồng nhé, hai con rồng này. Đấy, được đắp nổi rất là kỳ công, đắp vẽ rất là tỉ mỉ từng chi tiết nhé. Và cái xe này cũng rất là đặc biệt, rất là nu nhé. Có lẽ trước đây là cây xay này được trồng ở trong một cái chậu, chậu tròn, mới thay chậu đây. Đấy, cái vết rễ thì các bạn xem nhé. Có lẽ là chủ mới thay cho cái quần mới trước khi đi hội. Và cái chậu xi măng này nó cũng, cái độ nu sần ở này rất là đẹp nhé. Nu trên này nó cũng nu nhé, cắt giật chuyển hướng ấy. Cây này thì nó là cây gần hoàn thiện rồi, cũng có một đôi chút cần phải làm thêm, tuy nhiên mà cứ chờ nó hoàn thiện mới mang đi triển lãm thì chúng ta lại ít có cơ hội để ngắm những cây đẹp và những cây đặc biệt. Quan điểm của tôi là cứ đẹp là mang đi triển lãm, không nhất thiết là phải hoàn thiện hay là quá mịn mới mang đi. Chân đế trải đều đẹp nhá. Quý vị các bạn nhìn chiều khác của cây xanh này nhé. Vật này cũng được đắp nổi khá là đẹp nhé. Hoa văn đắp nổi rất là đẹp này. Cây này lúc nãy tham khảo giá chủ vườn đòi bao nhiêu thế nào? Giá không muốn công khai. Muốn anh nào quan tâm thì trực tiếp. Nãy anh Nam hỏi giá nhưng mà chủ cây chưa muốn công khai. Tức là chủ cây thì cũng đã nói giá với anh Nam rồi, nhưng tuy nhiên chủ cây cũng có một cái ý là chưa muốn công khai. Thế quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của chủ cây để tham khảo giá nhé. Cây xanh, chất liệu là xanh quê nhưng rất là đặc biệt nhé. Gần tỷ, gần tỷ. Chỉ nói khoảng gần tỷ thôi nhé, còn cụ thể là bao nhiêu thì quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ cây để tham khảo thêm. Tiếp theo là một cây xanh nhé. Và xanh này là chất liệu là xanh Nam Điền. Cứ mỗi tay là một bông nhé. Còn giữ nguyên bản cổ, không có chỉnh sửa gì. Cái chiều cao của cây thì nó cũng khá là hợp lý, cũng khá là lùn nhé. Thường những cây cổ thì hay làm cao, như cây này thì rất là lùn. Bông răm thì được nét. Điện thoại của chủ cây này. Và cây này thì cực kỳ già nhá. Nó là màu da đồng này. Rất là già rồi. Xanh Nam Điền. Dáng cổ. Kì các bạn xem tiếp nhá. Chỗ này có một cây du. Bông tán được làm nét. Số điện thoại của chủ cây này. Tên tác phẩm này là Duế. Có lẽ có một chút nhầm lẫn. Thực tế đây là một cây du. Tiếp theo là một cây xanh này. Một cây xanh này thì cũng rất là đặc biệt. Có một cái cành nó rơi xuống này. Chắc là cùng một chùa. Xanh này của Nguyễn Phương Doanh. Quý vị các bạn xem tiếp một cây si nhé. Cũng của chủ nhân là Nguyễn Phương Doanh.
chủ nhân Nguyễn Xuân Doanh này. Và cái xi này có cái đường chuyển của thân cũng rất là đặc biệt nhá. Thì các bạn xem nhá. Cực kỳ đặc biệt luôn. Lên này. Lắc lượn như này. Những co lắc rất là hay nhá. Bông tán được làm rất là rõ ràng. Chỗ này các bạn xem nhé. Đấy, nhìn gần để thấy cái độ già của cái xi này. Cây tiếp theo này, cây xanh dáng trực, cũng của chủ nhân là Nguyễn Phương Doanh. Tiếp theo là một tác phẩm xanh. Xanh này là xanh Nam Điền. Chủ vườn là Nguyễn Quốc Anh. À, cây rất là chất lượng nhá. Cây xanh Nam Điền hai thân. Chân đế nhẹ nhàng đẹp này. Cây được làm rất là côn này. Bông tán được làm nét. Các bạn xem tiếp nhé. Xanh. Cây này chân đế đẹp nha. Cây già cũng của chủ nhân là Nguyễn Quốc Anh. Cây đồng này rất là dị nhé. Ký đá này, chuyển đường chuyển của thân rất là dị. Bên trên đây nó còn kẹp vào hòn đá nữa này. Để số điện thoại của chủ cây nhá. Chỗ này thì có một cây rất đặc biệt. Cái thân của nó dị chưa? Để bạn xem nhá. Như cục than. Nhiều người có khi lần đầu nhìn thấy cây nó dị như này. Như cây chết. Xanh tốt nhỉ. Thân thì như cây gỗ khô. Như khúc gỗ. Gỗ khô. Thế mà lá thì vẫn tỏa bóng xanh tốt. Số điện thoại chủ cây này. Đây, giả hơn trăm. À, giả hơn trăm chưa giả xong hơn à? Trăm, à. Cây muội hồng. Một cây cực kỳ đặc biệt. Rất nhiều người ra mà trả giá. Cây này thì vừa nãy là rất nhiều người quan tâm tác phẩm này. Và người ta mua là mua cái độ kỳ lạ của cây này. Kỳ dị về cái biến của cái da của cây này. Đã giả tới hơn trăm rồi. Chưa bê được cây đi. Đồng. Giả khô nhìn lên răm, răm làm khá kỹ đi nhỉ. Xanh này. Giả kinh điển nhỉ. Bên trong đây cũng có một cái xanh này, xanh bóng đá. Chủ nhân là Nguyễn Quốc Anh này. Các bạn xem nhé, cây này có đường chuyển của thân này, rất đặc biệt này, lên này, xuống này, rồi sang này, chất liệu là xanh Nam Điền, bông tán được làm nét. Tiếp theo là một cây cần thăng này, cây này cũng là cây cực kỳ già rồi. Thì các bạn xem cái da của nó nhé. Nó xù lên như thế này. Và cây này cũng có cái nét cũng rất là dị. Có lẽ bên kia là chủ chính. Cây
cây rất là dị nhá. Cần thăng của chủ nhân là Nguyễn Gia Thọ. Bác Thọ thì có sở thích là chơi những cây nó có những cái đường chuyển độc đáo, lạ. Cây xanh tiếp theo này, cây này cũng của bác Thọ. Cây xanh bông tán được làm rất là rõ ràng, nét. Các bạn xem tiếp nhé. Đây cũng là một cây xanh này. Và xanh này thì cũng là xanh Nam Điền. Bông tán được làm nét. Cây này chủ nhân là Nguyễn Quốc Anh. Anh đợt này chiếm gần hết triển lãm này. Cây xanh rất là đẹp nhé, xanh Nam Điền. Tiếp theo là một cây cẩm thị. Một tác phẩm cẩm thị được làm rất là đẹp nhé. Và cái đường chuyển của thân cũng rất đẹp. Quý vị và các bạn vừa cùng với chương trình của kênh Cây Cảnh và Cuộc Sống tham quan triển lãm sinh vật cảnh Long Biên. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.